Alo. Alo, chào ạ. Dạ, chào anh. Rồi, chào, chào, Anh chào. nhé, dạ, anh nhé, cho em hỏi là bây giờ chỗ trang trại của anh bán một đôi cu gáy non bao tiền anh nhở? Để Ừ. người Nó ta hình sẽ bắp biết. chuối đây, cái loại to to đấy. Dạ, đây là giống to nhỉ. Ừ. Anh lấy 500 đi, anh chuyển vào cho em một đôi, còn cước thì anh gửi xe nào để em vận em tính tiền cước dưỡng nữa. Nên là như nào, ý em là như nào? Dạ thì anh chuyển cho một đôi vào trong Nghệ An, anh còn Ừ. tiền cước vận chuyển thì em chịu tiền cước cho. À, Mỹ Đình nước ngầm xe về thẳng Cửa Lò cũng có, nhưng phải thành Phú Vinh. Thế em thanh toán tiền bằng kiểu gì? Tùy anh, nếu mà thích thì em chuyển khoản cho anh hoặc là Nếu như em chuyển khoản thì nhà anh lấy xe. em 500, còn nếu mà em không chuyển khoản thì chắc là phải hơn, bởi vì người của anh nó cứ chạy đi chạy lại 2 lần thì mỗi lần nó lấy 50 thì quá tội. Thế thôi, ý đơn giản thôi mà. Ok rồi. Alo, sao ạ? Ừ. Anh ơi, khi nãy em bảo tí chuyển khoản cho anh, nhưng có lẽ trong khoảng 4 giờ mới chuyển được đúng không ạ? Giờ đang mưa to quá. À ừ, được, không vấn đề gì cả. Dạ, khoảng 4 giờ. Dạ, anh ơi, em chuyển khoản cho anh rồi nhá. Ok, thấy tít tít rồi đấy. Dạ. Ok, thấy báo hình như tít tít rồi đấy. Dạ vâng, em chuyển cho anh là khoảng 7-8 phút rồi. Ok. Phải vào đây chuyển khoản cho mà. Giờ đang Ừ. mưa to quá nhưng vẫn ra chuyển cho anh thôi. Alo. Thì sao à? Ừ. Mà chuyển cho con chim gáy xuống. Chuyển về đâu? Hà Nội. Mai chuyển à? Có đi qua Hà Đông không? Chuyển Hà Đông thì từ Mỹ Đình nó xe ôn nó mang sang Hà Đông. Thì bây giờ mua một con giống ông đang quay trên clip rồi, con mộc thôi, con thấy đăng trên mạng này. Là như nào, nói rõ luôn là đăng như thế nào, hôm đấy đăng là đăng như thế nào. Bán cho cái ông ở nào ở Long Biên đi, À 686 ấy. à à, vâng đúng rồi, nhớ ra rồi. Nhớ chưa? Vâng. Nhà đây nuôi hai ba con rồi, nhưng mà thử bắt con ba vì xem thế nào. Vâng. Thấy nói cũng hay lắm, nhưng là thử nuôi xem nào, được thì Đấy nó như thế tất. mua thêm một hai con nữa chơi cho nó gì, còn mấy con của nhà thì chắc cũng một hai nữa là cũng có thằng bạn ăn đấy rồi. Vâng. Thế thì mai chuyển mấy giờ để tôi lên tận đây nào? Nên lên tận đâu ạ? À, bác lên Mỹ Đình à? Mỹ Đình, nhà tôi gần đấy thôi, từ đến Mỹ Đình khoảng 15 phút thôi. Cứ 8 giờ bác ra Mỹ Đình là có người giao chim cho bác. Một đôi mà con nào cắt mất lông đuôi à? Vâng, đánh dấu hai con cắt đuôi đấy, là một con là một cặp, còn hai con không cắt là một cặp. Alo, có ăn cám hay là ăn lúa đấy? Ăn lúa mới ăn cả cám nữa. Cho lên cả cám à? Để hai cọng riêng ra nó ăn cái gì nha anh. Nhưng mà cho ăn lúa cho ăn cám có ảnh hưởng gì không? Không, nó phải ăn cả lúa nữa, ăn cám thì tốt rồi, nó đủ chất rồi, nhưng mà phải ăn cả lúa nữa. Tao à, anh Sơn ở Long Biên mà. Vâng. Anh cảm ơn nhá, con này nó gáy 5 tiếng hay phết đấy. Cu 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 À. tiếng tiếng sau hơi bé. À thế à, Cu nếu cu không cu cu cái cu thể thể trạng của nó đẫy lên phát là nó lại căng tiếng hậu đấy mà. Để chắc là phải 1-2 tuần, tại vì Vâng. nó vẫn còn đang kiểu như hoảng sợ các thứ ấy. À, Thế vâng, nhưng mà anh hài đến lòng đúng không? Nói chung là Anh lấy hôm nào nhỉ? anh lấy cái con mà em để 1,5 triệu ấy, À hôm à. chủ Vâng. nhật đến sáng thứ Vâng. hai em chuyển Anh đi. ơi, cái mùa này của nó là cái mùa giao mùa đấy, anh chịu Rồi. khó cho ăn đẫy đà vào nhá. Nói chung là thóc thiết các thứ là Nó anh ăn tốt phải, không anh? nó ăn cũng được. Hôm nay anh bổ sung thêm ít kê. Vâng. Thế thì kệ nó thôi, còn Vâng. về nếu mà nó chết hoặc là nó đi đấy mình sẽ Không, chơi con khác. không, nhưng mà là Tại anh, thế là anh mừng rồi, em cũng mua vui rồi. Để em vì thao bao vì là nhiều khi là cũng rồi ấy, là cũng mong là các anh chơi là tin tưởng thôi, chứ bọn em là tại vì anh bọn anh khác, anh lấy là anh lấy, kể cả là không ấy gì cả, một lần hai lần chẳng hạn, như lần sau có con nào đẹp khoảng độ một vâng. vài củ gì đấy thì anh lại Không, lấy, em bọn bán anh cho nó mấy khác. anh ở dưới đấy, có những con tầm 3 củ rưỡi 4 củ, đỉnh đỉnh Đấy, cao luôn. đỉnh cao các thứ thì cho nó gáy thì thôi, mình cứ con này tạm thời, còn Vâng. mấy mấy hôm coi như là hôm rằm, còn mấy Thế con là đấy anh vẫn lấy được có mấy thế mà nó đã về, nó đã gáy luôn rồi, là anh cũng hệ
Mấy con Mà vớ vẩn anh, mấy con vớ vẩn anh mẹ phóng sinh mẹ thường ở đây thì hết phim em rồi. cũng bắt ra là em đã kiểm chứng hết rồi thì em mới chuyển, nhưng mà cũng phải nói thật với anh là cũng hơi no, vì có những trường hợp là Đúng rồi, ở nhà mình đây. nó thế nhưng mà cho vào hộp di chuyển các thứ nó có Đúng phải rồi, là nó con hoảng, tim chứ, có phải nó là sợ. cái quạt điện hay cái điều hòa đâu mà Đúng cái con rồi. điện bấm nó chạy đâu, nó Rồi theo hứng nó thú của lại nó còn lạ lùng lạ liếc rồi đấy. các thứ, rồi coi như cái môi trường môi chiếc các thứ thế rồi Vâng, ấy thì các thứ mình cũng anh xem bạn bè mà có ai rồi ấy ok qua cái ok sự việc ok này là đi tưởng là ok cái gì đấy. rồi nói chung bọn anh thì nó cũng nhiều tuổi rồi, bây giờ cũng gọi là hơi nhiều nhiều tuổi cứng tuổi rồi, lên chơi các thứ thì xong đẹp hay hay thì xong bắt đầu anh sẽ giới thiệu bạn bè Tầm các thứ triệu lấy. rưỡi mà con đấy về hôm trước hôm sau, ai hôm sau mà nó gáy là ok rồi. Với lại anh cứ chăm lâu ngày là nó lại càng phát triển Rồi nhanh, càng đẹp. rồi 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 thế nha, anh Ok, cảm ơn, thì vâng. có gì thì anh sẽ gọi điện lại lấy sau. Rồi Ok, thế em chào nha, anh. chào em nha.